Nè Hồn, con làm gì mà ngồi thừ ra vậy? Con nghe má nói gì không? Ủa, má mới tới hả? Làm gì mà ngồi thừ ra vậy? Dạ, con đang suy nghĩ lại chuyện. Má nói gì con chưa nghe. Má nói là má hai con thiệt là quá đáng à. Mượn có chút xíu tiền à, không cho thôi, còn đuổi má về như đuổi tà vậy đó. Mẹ hai con làm gì có tiền cho má mượn? Mà má mượn tiền làm gì vậy? Má chơi hụi rồi bị giật hụi, còn thua đề nữa chứ. Thiệt là đen như mõm chó vậy đó. Con còn tiền đó không? Cho má mượn đỡ chút ít đi. Con làm gì có tiền mà cho má mượn? Mà tiệm này là mẹ hai mở cho con, lời lãi chẳng có bao nhiêu, con còn phải phụ cho mẹ hai nữa chứ. Mà má quá đáng thiệt. Đợt trước má đã lừa mẹ hai rồi, giờ còn trách mẹ hai gì nữa. Cái thằng này, tao đẻ ra mày để bây giờ mày xài xẻ tao vậy đó hả? Tao mà biết có ngày hôm nay hả, tao bóp mũi mày chết ngay từ đầu luôn. Má đẻ ra con có nuôi con ngày nào đâu mà nói vậy. Mày nói vậy đó hả? Trời ơi.